Khang và Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là một bản tin có liên quan đến việc giải tỏa gần 10.000 ngôi mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ngày 13 tháng 10, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân ở thành phố Sài Gòn cho biết, kể từ ngày 1 tháng 11 năm nay sẽ tiến hành thực hiện giai đoạn 2 của dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Theo đó, một phần diện tích thuộc nghĩa trang sẽ tiếp tục di dời và sẽ có 9.976 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Đối với giai đoạn 1, diện tích 12 ha vẫn còn hơn 2.000 phần mộ chưa có thân nhân ghi danh bốc mộ. Các ngôi mộ chưa bốc nêu trên đã được chụp hình, định vị, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liên hệ, nhận lại tro cốt, tránh nhầm lẫn. Khi bốc mộ xong, tro cốt sẽ gửi vào các ngôi chùa ở gần đó. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cũng mong muốn người dân có phần mộ của thân nhân bị ảnh hưởng bởi giai đoạn 3. Với khoảng 32.000 ngôi mộ cũng nên đến ghi danh và tiến hành bốc mộ sớm hơn kế hoạch. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là một trong những nghĩa trang lớn nhất thành phố Sài Gòn với 69.200 ngôi mộ. Thưa quý vị, trong khi đó thì du lịch giá rẻ đã làm hại Cù Lao Chàm. Tại hội thảo bảo tồn và phát triển Cù Lao Chàm diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, thì các chuyên gia nhà khoa học đã cảnh báo nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tài nguyên thiên nhiên Cù Lao Chàm sẽ biến mất trong một thời gian không xa. Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2009. Kinh tế địa phương từ nông nghiệp đã chuyển mình phát triển du lịch năng động. Tuy nhiên, tốc độ phát triển du lịch nhanh và tổ chức quản lý không theo kịp đã làm chệch hướng du lịch Cù Lao Chàm. Lượng khách đến đây đã tăng mạnh nhưng nguồn lợi tự nhiên, nguồn hải sản Cù Lao Chàm ngày càng cạn kiệt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người dân Cù Lao Chàm chỉ được hưởng 1/4 tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch. Một vụ cháy đã diễn ra trên tầng 31 khu nhà chung cư, người dân hoảng loạn tháo chạy. Thưa quý vị, theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ trưa ngày 12 tháng 10 ở khu vực trên tầng 31 của tòa nhà chung cư khu đô thị Linh Đàm ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân cháy nghi là do chập điện máy giặt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Chủ đầu tư của các tòa nhà chung cư thuộc khu đô thị Linh Đàm do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuộc tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư. Các tòa nhà chung cư này cao khoảng 40 tầng, xây dựng với mật độ khá dày đặc. Thưa quý vị, bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg được người dân phát hiện nằm trong bụi cỏ cạnh đường. Ngày 12 tháng 10, thông tin từ xã Phong Tân, thị xã Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, bé trai sơ sinh đã bị bỏ rơi bên đường khi còn nguyên dây rốn đã được gia đình chị Nguyễn Thị Úc sống tại địa phương nhận về chăm sóc. Sức khỏe hiện tại rất tốt. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 8, anh Huỳnh Thanh Sang đang chạy xe về nhà thì phát hiện một bé trai nặng khoảng 3 kg nằm cạnh đám cỏ ven đường. Chị Úc là chị dâu của anh Sang đã đưa bé trai vào nhà rồi trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo thì cơ quan chức năng nhanh chóng cử cán bộ y tế xuống nhà chị Úc để thăm khám sức khỏe và làm các thủ tục cần thiết cho cháu bé. Theo lời của chị Úc, từ khi nhặt được và nhận nuôi thì bé trai đến nay, nhiều người đã đến hỏi xin về làm con nuôi nhưng chị đều từ chối. Nghĩ giữa mình và cháu bé có duyên nên chị quyết định nhận nuôi và đặt tên bé là Huỳnh Nhật Linh. Thành phố Hạ Long sẽ được mở rộng địa giới hành chính. Thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh sẽ được quy hoạch thành thành phố thông minh với dân số dự báo đến năm 2040 và khoảng 800.000 người. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long ở Quảng Ninh đến năm 2040-2050. Theo đó, địa giới hành chính Hạ Long sẽ được nghiên cứu mở rộng. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp là ranh giới Hạ Long hiện tại với diện tích hơn 27.700 ha. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp là các khu lân cận bao gồm 4 xã ở phía nam huyện Hoành Bồ và 2 phường xã của thị xã Quảng Yên. Theo quy hoạch, quy mô dân số năm 2017 của Hạ Long và khoảng 384.000 người. Đến năm 2030 khoảng 600.000 người và vào năm 2040 khoảng 810.000 người. Hạ Long sẽ được xây dựng để trở thành thành phố du lịch biển văn minh đẳng cấp quốc tế với hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Giám đốc Trung tâm Văn hóa đã bị cách chức vì đánh nữ nhân viên. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 10, thị xã Hồng Lĩnh đã cho biết,
vượt ký kỷ luật cách chức giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Trần Ngọc Châu vì vi phạm luật cán bộ công chức viên chức có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự của nhân viên. Theo nhà chức trách, thì chiều 24 tháng 7 do mâu thuẫn cá nhân, ông Châu đã đánh một nữ nhân viên 34 tuổi đang làm việc tại Trung tâm Văn hóa thị xã, đã khiến cho chị này phải tới Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh điều trị trong tình trạng đau đầu chóng mặt. Hành vi của ông Châu được đánh giá là vi phạm quy định trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, các tổ chức đảng và ngành văn hóa của thị xã Hồng Lĩnh, gây dư luận không tốt về hình ảnh người cán bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi bị cách chức, thì ông Châu được chuyển xuống làm công chức của Trung tâm Văn hóa thị xã Hồng Lĩnh. Nhiều nhà hát ở Hà Nội hoạt động cầm chừng. Thưa quý vị, Hà Nội hiện có khoảng 20 nhà hát do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Cộng sản Việt Nam quản lý. Trừ Cung Văn hóa Hữu Nghị có 1.200 ghế ngồi, số còn lại đều có quy mô từ 100 đến hơn 800 chỗ. Được xây dựng quy mô, đa số nằm ở vị trí rất đẹp. Nhiều nhà hát tại Hà Nội luôn thưa vắng khán giả, phải cho thuê tổ chức sự kiện hoặc chờ bao cấp. Một vài ví dụ điển hình như nhà hát lớn Hà Nội luôn được giới nghệ sĩ xem là thánh đường nghệ thuật. Khán phòng của nhà hát cao 3 tầng, tổng cộng 870 ghế ngồi, nhưng mỗi tháng trung bình chỉ có khoảng 8 chương trình được tổ chức. Tệ hơn nữa, có thể nói đến đó là rạp hát Kim Mã của đoàn chèo Việt Nam. Sau thời gian tu sửa với kinh phí 24,6 tỷ đồng, rạp hát hoạt động trở lại từ cuối năm 2009. Các buổi biểu diễn chèo được tổ chức định kỳ vào tối thứ Sáu hàng tuần ở sân khấu có 100 ghế ngồi. Bà Vũ Hương Lan, trưởng ban quản lý rạp hát Kim Mã cho biết, nhiều buổi diễn chỉ có 2 khách xem. Họ chấp nhận bù lỗ để diễn vì tôn trọng khán giả. Một năm được vài buổi kín ghế và còn nhiều nhà hát cũng với việc hoạt động thua lỗ tương tự như trên. Thưa quý vị, xe container đã tông sập 6 nhà dân ở vùng ven Sài Gòn. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng sớm ngày 13 tháng 10 trên đường Trần Văn Dầu, đoạn qua xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Khoảng 2 giờ 30 phút, xe container chạy hướng Sài Gòn Long An. Khi đến điểm mở giải phân cách gần chân cầu Bà Cát, huyện Bình Chánh, xe lao lên vỉa hè tông hàng loạt vào 6 nhà người dân bên đường. Vụ tai nạn khiến cho nhiều người đang sống bên trong các ngôi nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài nên may mắn không có ai bị thương. Tại hiện trường, 6 nhà người dân đã bị ảnh hưởng, trong đó có 4 căn hỏng nặng đã sập hoàn toàn. Một số tài sản, đồ đạc, nhà người dân đã bị hư hỏng. Xe container đã biến dạng phần đầu, tài xế đã kẹt cứng trong cabin, người dân phải hỗ trợ để đưa ra ngoài và chỉ bị xây xát nhẹ. Bước đầu, tài xế xe container đã cho biết do tránh người đi bộ qua đường nên việc mất lái gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Mỹ Linh lên tiếng sau khi bị ném đá vì ủng hộ xây nhà hát 1.500 tỷ tại Thủ Thiêm, thành phố Sài Gòn. Công khai ủng hộ xây dựng nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm, ca sĩ Mỹ Linh đã bị ném đá dữ dội từ cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ Mỹ Linh nhấn mạnh rằng nếu không có ai cho thế hệ trẻ biết cái hay cái đẹp, thì khi lớn lên, không ai biết đến niềm vui, không biết ước mơ, như vậy thì thật là đáng buồn. Cô cũng cho rằng mọi người có quyền phản đối dự án này. Tuy nhiên đừng lấy lý do, người dân không cần ba lê và nhạc giao hưởng để phán xét vấn đề. Với những chia sẻ này, nhiều người dân đã lên tiếng đòi tẩy chay Mỹ Linh và cho rằng cô quá vô cảm trước tình cảnh xã hội hiện nay. Nữ ca sĩ cho biết cô đang suy nghĩ đến việc khởi kiện đối với những người có hành vi bôi nhọ và làm nhục người khác. Thưa quý vị, nhà hát cải lương vừa xây 130 tỷ đồng ở thành phố Sài Gòn vẫn còn đang dở dang. Giữa tâm điểm thành phố Sài Gòn thông qua dự án nhà hát 1.500 tỷ đồng, thì nhiều người đang tò mò về sự hoạt động của các nhà hát trên địa bàn, trong đó có nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, nơi từng được kỳ vọng trở thành thánh đường cho nghệ thuật cải lương và tốn đến 130 tỷ đồng để xây dựng. Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang được khởi công xây dựng mới vào năm 2013, nhưng với rất nhiều sai phạm về kết cấu xây dựng, cơ sở hạ tầng không đảm bảo, đã từng được báo chí phản ánh và cùng đã từng được thanh tra chỉ ra những bất hợp lý và tìm cách khắc phục. Nhưng đến nay, khi đã đi vào hoạt động thì nơi này dường như vẫn còn dang dở. Hiện nay ở nhà hát Trần Hữu Trang có 3 đoàn cải lương đang hoạt động, nhân sự cũng gần 100 người. Nhưng theo như chia sẻ của ông Phan Quốc Kiệt, phó giám đốc nhà hát, thì mỗi tuần chỉ có một suất diễn. Tình hình này cũng bởi cải lương đã qua giai đoạn hoàng kim để thu hút khách đến rạp. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Việt Nam thành đến tỉnh của ngày hôm nay. Duy Khang và Thi Nhung chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.